Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu về các cái linh kiện, đó là tép và phân tần. Thì bát rời thì hầu như em giới thiệu rất nhiều, nhưng mà tép thì em giới thiệu ít hơn. Và hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác những mẫu tép cực kỳ xịn. Em nhấn mạnh luôn là một tép của em cực kỳ xịn. Nó là tép của Trung Quốc thôi, nhưng các bác cũng cùng xem mẫu ngày hôm nay để xem nó xịn đến mức nào, thì các bác cùng xem video để em phân tích và cho anh em hiểu hơn về các loại phân tần và tép. Đây là ba cái loại tép chế của em bán cho khách hàng. Các bác nếu thích đóng một cái hộp gỗ thì em lại hàn cho anh em vào cái hộp gỗ, còn nhiều người thì tiết kiệm kinh phí hơn thì người ta chỉ lấy đôi tép và đôi phễu và để trên nóc loa thôi. Nếu anh em muốn gọn hơn thì em sẽ dựng vào một cái hộp gỗ vân gỗ nhá. Thì đây, tép neo giờ xếp này, neo khối bích 7 màu. Nhà em đang có hai cái loại như này, con này là BNC. Con này cũng bích 7 màu nhưng nó không 7 màu mặn như con này mặn hơn, con này đậm đà hơn. Thì cái con 7 màu của giờ xếp này đắt hơn con kia một chút xíu, thì cái cốc của nó, cốc nhôm và cái lõi của nó bằng kim loại. Này nó chỉ đắt hơn một chút xíu vì cái lõi thôi. Còn đây là cái bộ phân tần. Phân tần này làm gì? Thì phân tần để dành riêng cho cái tép này thôi. Anh em lưu ý. Cái phễu này là cao 11 dài 28, nhà em có cả phễu cao 15 và dài 32 để mình chế rời ở ngoài. Đấy. Một bộ như này các bác nhé. Một bộ cả tép cả phễu này. Cả tép cả phễu cả phân tần là 1,5 triệu một bộ các bác nhé. Đấy là cái tép neo giờ xếp. Còn nó cái tép neo khối này, các cái loại neo bi thì nó rẻ hơn. Riêng một đôi củ neo bi thì nó chỉ có hơn 900 thôi. Còn nó cái neo khối này em nhập hàng cao cấp cho anh em cùng chơi. Đây là tép neo khối BNC. Đấy, con này của nó thì dễ rẻ hơn bộ giờ xếp 100 thôi, là 1,450 triệu. Nếu như anh em muốn sử dụng các bộ tép mà chế rời ở ngoài. Đấy, là cả tép phễu nhé, bao ship rồi nhận hàng kiểm tra thanh toán, không cần phải trả thêm cái gì cả. Em gửi qua đường bưu điện. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Các bác lưu ý tép 450 neo khối thì nhập vào lúc nào giá cao hơn các loại khác, và nhập một loại neo khối làm đắt. Và đây là bộ giờ xếp. Bộ giờ xếp này là loại từ dày và bích dày. Trên thị trường em khẳng định luôn, cái tép này có quá nhiều cửa hàng người ta bán sẽ là cái loại mỏng và loại kém, thì nên là nó sẽ rẻ hơn nhiều. Còn cái loại này cốc nhôm và cái từ dày và bích dày, và đặc thù của trong ở trong của nó nhá, cái côn của nó côn dẹt và cái khe từ của nó là viền đồng. Anh em lưu ý khe từ viền đồng côn dẹt, anh em mua hàng thì nó sẽ rẻ được một chút xíu nếu như mua loại rẻ, nhưng mà tiếng nó sẽ không hay mà nó chói tiếng. Anh em mua chơi hàng xịn để mà chơi cả tép cà phê cả phân tần. Đây, anh em mà không lấy phân tần thì sẽ trừ tiền phân tần nhá. Nếu mà mua, đây là các bộ tép chế của nhà em nhé. Các bác chế rồi, các bác có thể đóng hộp và các bác có thể chế rời ở ngoài, chỉ lấy chỉ tép mấy phân tần mới cả phễu thôi. Đấy, cái bộ này của nó là 1,1 triệu một đôi, cả tép cả phễu cả phân tần. Đây là tép bích dày, còn các cái bộ khác thì 600-700 tùy loại nhá. Đấy, còn các bác nhìn tép này thì hôm nay em có hai cái bộ phân tần cỏ cỏ này, phân tần BA-5. Phân tần này là trong hộp này BA-5. Có lô nó về hộp này, có lô thì nó lại về cái hộp khác, nên về lô nào em cứ giới thiệu lô đấy cho anh em cùng xem. BA-5 với giá 400.000 một đôi. Anh em lắp full đôi, full đơn đều được, có bóng câu chì trong đấy. Phân tần này em lắp 1 tháng không trên dưới 100 đôi, cả bán cả lắp. Còn đây là phân tần F0EA. F0EA ở trong cái hộp như này. Đấy, và đây, phân tần của công ty Trung Quốc luôn. Có bóng câu chì, phân tần này 600. Anh em có nhu cầu là phân tần một bát một chiếc kèn nhá. F0EA dành cho bát 30, tép 450. Đây, các cái tép 450 như này mình đánh các bộ phân tần như này. Đấy. Và đây thì các bác cùng xem các cái mẫu check NG. Đây, cái check NG thường nó nặng, nó sẽ trong một cái hộp xốp như này để tránh bị vỡ từ. Hàng cực kỳ xịn luôn anh em nhé. Và con này của nó là từ 170 côn 75. HG4740-8. Cốc nhôm. Có tem QC. Từ 170 côn 75. Đấy, khủng chưa? Nếu mà so với cái ông này, mấy ông này thì một trời một vực chưa? Đấy, đây là côn 44, còn đây là côn 75. Còn các bác so thì phải so với con này. Cùng là hãng neo NG, à cùng là NG nhá. Một ông từ thường nó từ rất to, một ông từ neo thì từ rất nhỏ. Thì cái từ neo nó độ nhạy nó cao. Đây là con neo 750-850 của NG. Cái con neo của NG này, cái cốc bằng cốc nhôm và cái nõi bên trong bằng kim loại khe từ viền đồng. L750 của dòng neo NG neo khối này. Dòng này cốc nhôm này. Dòng này cốc nhôm này, con này là từ thường nhá. Phiên bản này cực kỳ đặc biệt.
nó lắp nhôm mình bông hoa. Dòng này em có hai dòng 450 và 750. Dòng này cũng có hai dòng 450 và 750. Thì hiện tại còn 450 neo nờ giờ thì hết, đang có 750 nờ giờ. Có như nào thì em giới thiệu như thế để cho các bác không đến lúc các bác gọi mất công gọi đến mà cho tôi đôi tép neo 450 nờ giờ thì lại bảo áo hết mà lại bảo mất công đấy. Thì là cái đôi tép 750 nờ giờ này, nếu như anh em mà chơi hàng xịn như cặp này đấy, xịn lắm các bác nhé. Các bác chơi cặp này có giá 2.050.000 một cặp nhé. Còn cặp mà tép neo nờ giờ là 2.750.000. Anh em chơi hàng xịn của công ty thì yên tâm về chất lượng của nó và tiếng của nó rất là hay. Những mẫu tép ở đây đều là tép xịn. Các bác có nhu cầu quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé.